được khai mới một vật có tinh thể nhạy sáng màu xanh. Các tinh thể này là một phát minh mới nhất giúp tẩy bài. Sau khi giặt lúc quần áo được phơi, chúng sẽ tiếp tục kích hoạt ánh sáng tẩy sạch chất gây ngã vàng trên sợi vải, mang lại vẻ sáng đẹp cho quần áo đã bị cũ ngã vàng chỉ sau vài lần giặt. Con người giặt áo để dùng phép màu biến con thành bà tuyết xinh đẹp, lại có là bà tiên đẹp nhất. Thay mới càng giặt càng mới.